Rồi, Đêm Ba Búa chào toàn thể anh em và các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Dạo này Đêm Ba Búa mình cũng rất là bận các bạn, cho nên là không có thường xuyên quay máy. Bạn nào mà có nhu cầu mua máy sỉ thì các bạn có thể liên hệ cho thư ký bên mình là 0344862079. Rồi bên mình sẽ gọi video rồi cho các bạn xem hàng, các bạn ưng ý rồi đặt thôi nha, cho nó dở nha các bạn. Tại vì dạo này Đêm Ba Búa mình phải đi xuống cảng các bạn, để mà công hàng nó dời. Khi nó dời rồi Đêm Ba Búa mình phải canh công rồi nó dời để mua hàng để mà cho các bạn nữa. Chứ đâu, nên là mình không có rảnh. Nên là bạn nào mua hàng, các bạn làm ơn các bạn gọi cho thư ký bên mình là 0344 862079, rồi các bạn đặt hàng nha. Chứ như mình Đêm Ba Búa mình rất là lu bu luôn các bạn. Mình thời gian mình lo mình nhập hàng các bạn. Có nghĩa là nhiệm vụ của mình là phải tìm cái nguồn hàng ok để mà giao cho các bạn, để bán cho các bạn đó các bạn. Ok mà phải rẻ nữa đó, tìm nguồn hàng nó vừa ok mà vừa rẻ nữa để bán cho các bạn, cho nên là mình rất là lu bu luôn. Nhiều cái phụ tùng nó nhỏ nhặt, các bạn làm ơn các bạn liên hệ cho thư ký bên mình 0344 862079 để mà gửi hàng cho các bạn nha. Rồi thôi, mình hôm nay mình lên vài lô nhỏ nhỏ thôi, giá cũng rất là ok, rẻ nha các bạn, rẻ lắm. Rồi đây bạn, lô số 1 nằm ở đâu rồi không biết. Lô số đây bạn, lô số 1. Lô này có 3.250.000 thôi nha các bạn. Dòng này nó xài chế TL 2 kim nha. Nó, cái bộ chế của nó còn tháo ra bán được 200 rồi nha các bạn. Đó, dòng này nó xài chế TL 2 kim mắc tiền á. Rồi cái bộ này, lô này lô số 1 nha, 5 con. 3.250.000. Dòng này nó là Echo Qrit 2100 2110 gì đó. 2001 nha các bạn, nòng 31 32 ly gì đó. Rồi. Lô này thì nói chung là lô này giật được nha các bạn, bao cho các bạn giật được thôi. Giá 3.250.000 lô số 1, các bạn mua về các bạn tự dọn nha, hàng chưa dọn nổ nha. Nên là các bạn nào mà không biết làm nổ thì đừng có mua nha, phải biết làm nổ. Đầu bò thì bao cho các bạn là bao chén kẹp dao đầy đủ. Đủ đồ cho các bạn đó nha. Chỉ bao đủ đồ thôi, các bạn giờ tự dọn nha các bạn. Các bạn lưu ý là hàng bãi là bên Nhật người ta bán cho mình như vậy. Người ta cũng bán mù, người ta không có bao gì hết nha các bạn. Và mình mua sau thì mình bán cho các bạn cũng vậy luôn, và bao giá rẻ. Giờ các bạn là hư cái gì thì các bạn cần phụ tùng gì thì các bạn cứ soạn ra rồi bên mình sẽ bán cho các bạn giá rẻ nha. Rồi lô số 1. Lô số 2. Lô này là 5 cây gửi ca sơ nha các bạn, 3.650.000. 5 cây nha các bạn. Đó. Dòng này nó là gửi ca sơ nha. Dòng này ưu điểm nó là nó chạy ISO 260. Và con bố con nó xài cũng 260 luôn. Bình xăng con của nó là bình xăng 260. Các bạn nó xài bình xăng ngang ngang các bạn. Các bạn thay mới vô được luôn. Dòng này á, phụ tùng cũng dễ tìm, dễ mua. Rồi. Con còn thiếu đầu bò bạn, để mình bảo mấy đứa nó tháo đầu bò nó ráp đầy đủ cho các bạn nha. Tức là bao đủ đồ cho các bạn luôn á. Rồi giá là 3.650.000. Lô số 2. Dòng này nòng 32 ly nha các bạn, gửi ca sơi Komatsu á, nó là Komatsu. Dòng này nó dơ dơ bẩn bẩn vậy, chạy bền lắm nha các bạn, bền lắm. Rồi lô số 3, lô này là 6.8 nha các bạn, Echo 10 con. 10 con Echo Qrit nha. Dòng này thì mình sẽ bao cho các bạn là phụ tùng bao la nha, phụ tùng mình nhiều lắm. Dòng này nè. Bạn nào cần phụ tùng dòng này thì báo mình nha, mình soạn cho các bạn luôn. Không có gì mà không có luôn, lô số 3 là 10 con 6.8 nha. Echo. Dòng này thì có con nòng 34 nha các bạn, 1 2 3. Được mấy con nòng 34 á, với mấy con nòng 32. Echo Qrit. Dòng này thì phụ tùng nó có nòng mới nha. Bạn nào mua nòng mới thì 150 cái. Anh em nào mua hàng bên mình thì mình gửi cho nha. Nòng mới của nó 150 cái thôi. Rồi. Lô số 4 là Hitachi. Hitachi thì 2.1 triệu nha các bạn, 2 cây. Dòng này thì nòng 38 ly. Hitachi. Nòng 38 ly tôm lớn nha các bạn, mình sang trên. Lắp vuông, đầu bò vuông luôn á. Dòng này nó chạy lắp vuông đầu bò vuông nha. Nè. Rồi hôm nay mình có hai con Shirawa đời mới nè các bạn. Hai con này có một con nãy anh lính mình nó giật thử nó nổ luôn các bạn. Giật thử cho vui thôi mà nó nổ luôn. Lô số 5 này hai con Shirawa 1.8 triệu. Con này áo của nó mẻ tổ này nè các bạn. Đó, Shirawa đời mới nha, dòng này nó có trợ lực á, Shirawa đời mới. Đây. Cái này nó xài đầu bò mười khí ống còn 24 nha các bạn. 24 25 vậy á, cả bóp ở dưới. Nè, bóp dưới nè. Mình nhật nó đem nó quấn bằng keo lại nè. Đó, bóp dưới. Rồi.
Shirawa này nó xài có một con nó xài chới TL 2 kim nha các bạn. Rồi, con này nó xài chới cũng ra ngang luôn nhưng mà vú bơm bên hông. Ở giật đây. Rồi, hai con. Con này lô số 5 nha, giá 1.8 hai con. Giờ hơi chắc lắm nha các bạn, hơi chắc lắm, đời mới á. Rồi, hàng chưa dọn nha, bạn nào biết dọn thì lấy rồi, làm. Lô số 5. Lô số 6 là 10 con Tanaka nha các bạn. 10 con Tanaka. Có con Hitachi đời mới mình bỏ thêm nha con. Đó. Rồi là 10 con Tanaka nha, lô này thì 650 một con, 10 con là 6.500 nha các bạn. 10 con 6.500. Đầu bò dòng Tanaka này, đầu bò nó 7 khía gì đó. Với lại vuông các bạn, nên là cái đầu bò thằng này chạy rất bền luôn. Đầu bò Tanaka là mình theo mình đánh giá là đầu bò của nó là ngon nhất trong dòng các cỏ đó các bạn. Đầu bò của nó chạy ngon nhất. Rồi. Lô này các bạn làm thì liên hệ nha. 10 con 6.500 thôi các bạn, rẻ lắm. Các bạn chỉ cần làm 6 con là đủ vốn rồi. Đâu, 5 con là đủ vốn rồi nha các bạn. Còn lại 5 con là các bạn lời rồi đó. 5 con đủ vốn, còn lại 5 con là các bạn thấy lời rồi chưa? 5 con các bạn bán lẻ là đủ vốn rồi đó. Còn 5 con là các bạn lời. 10 con có 6.500 thôi. Lô số 6 bạn, lô số 6. Bao cho các bạn ghi đông tay lái đầy đủ nha. Ghi đông dòng Taka này nó đẹp, ghi đông nó đẹp. Tay lái rồi ghi đông tay lái, bao đủ đồ cho các bạn với lại giật được. Còn lại là hàng sỉ mình bán mù bán xô, không có bảo hành nha, không gì hết nha các bạn. Bên Nhật mình mua số lượng cả ngàn cây cũng vậy, họ cũng không có bảo hành cho mình đâu. Rồi. Lô số 7, lô này là 2.500 nha các bạn, Mitsu xài ga. Hai con này hai con chạy ga nha các bạn. Con này nó còn cái bình ga Nhật nó nằm bên trong luôn nè. Bình ga nó bình ga còn ga luôn các bạn. Con này nè, bình ga còn ga luôn. Dòng này nó là Mitsubishi TL23 nha các bạn. Hai con này 2.500.000, hai con này bán cho vui nè. Chạy ga. Các bạn dòng này nó chạy ga, các bạn không ưng ga thì các bạn lên bình xăng con được luôn. Các bạn tháo giục hết đi rồi các bạn gắn bình xăng con vô chạy thôi. Đó. Chạy ga nói chung mua giờ phá cho vui, dòng này bán trên mạng người ta không thích lắm nè. Chạy ga nè các bạn. Rồi. Nó là Mitsubishi nha các bạn, nó đổi màu vàng, Mitsubishi màu vàng các bạn, nó đổi tem RGB nhưng mà nó là Mitsubishi lót dập Minh Japan nha các bạn. Đó. Rồi nó đổi tem là RGB nè các bạn thấy không, nhưng mà nó Mitsubishi. Con này nó còn ổ cước Nhật luôn nè các bạn, thấy không? Con này nó còn lưỡi dao luôn nè. Rồi, đầu bò chén bát đồ chén cỏ là bao rinh nha. Con này thì mới chắc luôn các bạn, nó mới nếu mà các bạn rửa ra nó mới phải 90-95% các bạn. Mới lắm, còn tem luôn. Rồi con lô số 7 này là hai con 2.500.000. 2.500.000 nè, đó cái con này nó mới lắm nha các bạn, nó còn bình ga luôn. Bình ga trong đây nè, bình ga còn ga luôn nha các bạn, bình ga bằng bình ga nó có chữ Nhật luôn, bình ga của Nhật á. Rồi. Lô số 7 rồi. Lô số 8. Lô này là 10 con Rubin vàng nha các bạn, Rubin này nòng 33 ly. Nòng của nó 33 ly nha các bạn, chạy rất mạnh luôn. Dòng Rubin này nó có bán IC mới luôn. Cho nên là các bạn mua dòng Rubin này giờ rất là dễ tìm đồ nha. Đây Rubin vàng. Nó là Rubin 231, 232 nha các bạn. Nòng 33 ly á. Dòng này chạy mạnh lắm, bá đạo lắm nha các bạn. Đập cước được luôn. Dòng này chạy rất mạnh luôn nha. Bạn nào tâm nó bằng dơm, xài bố con 260 á, dòng Rubin này nó chạy ngon hơn là Rubin hộp. Rubin hộp thì bố con nhiều con nó chạy bố con bằng sắt. Còn cái Rubin này nó chạy bố con 260 các bạn, bố con nó hai chân ốc á, dễ mua dễ tìm. Và xài ISO này có bán mới luôn và bình xăng con của nó là ngang nha. Rồi, các bạn làm thì lấy nha. Lô số 8 7.2. Dòng này nó cũng dễ dọn thôi các bạn, nổ rất giòn. Nổ đầm lắm nha, đầm tiếng lắm. Lô số 8. Nói chung là Rubin này nổ rất giòn nha các bạn. Lô số 9, lô này 10 con TG20 nha. Lô này 4.900 nè. Nói chung dòng này dòng này thì anh em cứ lâu lâu anh em chim vô tiệm, nói chung là cửa hàng mình phải có ít nhất phải được chục con máy rẻ nha các bạn. Máy rẻ tiền, ví dụ khách nhiều người ta không có tiền, ta vô hỏi anh ơi có con máy nào tầm triệu đổ lại thì các bạn cứ làm nổ loại này, các bạn giao cho bán cho khách nó. Tại vì khách hàng nhiều người ta tìm những con máy nó tầm triệu quay đầu thì các bạn phải có máy rẻ bán cho người ta. Chứ trong nhà các bạn toàn là máy 2.000.000, 1.500.000, 2.000.000 mấy rồi không à. Khách người ta nhiều người ta mua không nổi. Mua muốn tới thì các bạn lấy những con máy giá rẻ rẻ các bạn bán cho người ta. Rồi lô số 9 nè, 4.900. Lô này 10 con nha các bạn, bao đủ đồ, giá 4.900 là mình bao đủ đồ nha. Nhiều con nó thiếu tay lái mình bỏ tay lái cho các bạn luôn. Tay lái nó nắp kẹp dao là mình bỏ đủ luôn nha.
Rồi 4,9 triệu nha. Rồi lô này 10 con 4,9 triệu. TG 18-20 nha các bạn, nồng 30 ly á. Dòng này chạy rất bền nha các bạn. Đừng có tưởng nó rẻ là nó dở, chạy rất bền luôn á. Nó là của Kawasaki á, chạy siêu bền luôn. Rồi lô này 10 con 4,9 triệu nha các bạn. 10 con. Rồi đó bạn, hết mời có 9 lô rồi, hôm nay mình lên 9 lô thôi các bạn. 9 lô thôi. Rồi hàng thì các bạn cứ đặt đi, mình sẽ đóng thùng mình gửi cho các bạn thôi. Đó, đóng thùng bó hàng. Các bạn lưu ý là đặt hàng bên mình số lượng 10 cây rồi, số lượng nhiều cây là hàng nặng ký, các bạn phải đặt cọc mình mới gửi nha. Rồi anh em mà mua hàng thân quen bên mình rồi thì không có nói, còn mấy bạn nào mà lần đầu tiên mua thì nó hơi rắc rối một tí, rầm rà một tí. Nhưng mà các bạn mua quen đi rồi sẽ biết nha. Mua quen đi rồi mình sẽ gửi hàng không cần phải cọc. Nhưng mà mấy anh lạ lạ thì nó khó. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha, các bạn có nhu cầu liên hệ thư ký với mình là 0344 862079. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.